bà đại bà trét cái gì trên người mà cá mê quá chứ. Ăn gà đớp gà đỏ đó. Tuyệt vời. Đài bả là thánh cá mà mới câu chưa được mấy giây là câu dính nữa rồi. Quay. Ví chè, Iwana. Iwana. Chưa sao nó? Chưa sao nó? Sôi. Ơi xí, ơi xí. Ơi xí, これ đại chân tao bên nào? À, này là con cá khác, không phải cá hồi. Ủa, đây chẳng tạo bên đó. Ủa xì, ủa xì, Iwana. 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 Có một loại con nào, không biết ngon lắm, có một loại con á. Iwana, mình không biết nó là cá gì, vậy để mình dịch coi. I. Wa. Như là sẵn, camera. Đẹp. Đẹp. À, coi chấm hồng này. Đó, coi chấm hồng này. À, đẹp, đẹp đẹp đẹp. Iwana. 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 À. Ô, đây lại câu được một con chấm bi nữa này. Chắc là mình phải đi theo ở đài tác nghiệp. Cá dính liên tục không rất là bận. Đó hả? Mấy cô gái của chúng ta rất là giỏi. Trời chúng ta đó. Đi mà sang sâu xíu nè. Đừng có quăng cá đầu tao nha. Quăng cái cục mồi á. Chút quá. Nghe em sửa lại. Cậu ai xô. Ừ? Khỏi số chạy cái nào, xa cái nào. Kim kim. Cá này mua siêu thị là 200-300 yên, 2-3 con. Đắt lắm đó nha. 60 ngàn đấy. Trời ơi, chị đại siêu rồi nữa. Siêu rồi. Chị đại thật là siêu rồi. Siêu rồi nữa là mời mọi người ăn cá nướng nha. Ê, cá chấm hồng hả? Nữa hả? Phải đâu, cũng không phải. Không phải. Không phải. Đâu? Nước sao đâu? À, ấy là cái nắp quá ngắn đúng không? Đúng, thằng kia. Thôi, thử rồi. Chết rồi, chết rồi. Để tôi tắt điện. Rồi, ok, ok, ok. Tao cái nắp dài, cái nắp dài. Sửa thằng chiều cao hả? Sửa thằng rồi. Rồi, thêm cái nắp ngắn, thêm cái nắp ngắn nữa. Chị lấy được nè. Lấy được không? Lấy rồi, lấy rồi. Thôi ngăn cái gì bây giờ thử thách mà. Rồi. Ước gì người ta cho thêm chứ à, nhìn nào tao đưa về lấy nè. Nó nè, quá đơn giản. Rồi. Cái giống rồi. Năm đi kia. Zero. 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 Chưa chưa coi. Zero. Zero con. Zero. Năm đi kia. Phải. Nó lại thả con nấy rồi câu hết mẹ rồi mình đâu nữa. Dạ lên nữa không câu. Thả xô mà xô một rổ. Có xô nấy à? Này câu được mà không câu được. Từ canh vòng vòng này. Chú câu được con nào? Chú câu được con nào? Hai con thôi. May là đưa cần chứ không ngồi đến sẵn chiều cũng không được con nào đấy. À, buổi câu cá đó là kết thúc. Câu cá là trong một tiếng. Giờ mọi người cắt lưỡi. Lại quay lại chưa này. Đây là người giơ tay rồi. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đứng lên. Đứng lên em. Đưa tay đây. Vô địch. Champion Star.
Anh Trường. Cái này đã kéo xuống thì giúp ra mà. Kéo xuống. Bây giờ mọi người đang thu xếp cần nha. Mấy cái dây lưỡi móc rồi cắt bỏ hết, không có dùng lại. Trời sang lắm. Việt Nam một cái cần dây nhựa chơi quanh năm suốt tháng luôn. Việt Nam rung quá cắt luôn, cộng kia luôn chết luôn. 34 con hả? Làm sạch sẽ rồi nha. Mày không để. Ông kia mập nè. Nhỏ 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 như. Ôi xin rồi. 34 con nha các bạn. Nè ăn mập mặt luôn rồi. Ok. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Kết thúc chuyến câu cá chúng tôi được 34 con. Hay hay. Khanh. Khác lấy đồ. Bỏ quên đồ. Trời ơi mày có xách đồ mày cũng quên. Mẹ. Trời ơi, trợ lý gì vậy? Trợ lý. Trợ lý là chắc ba rồi. Trợ lý đi. Đuổi việc bây giờ. Tăng lương đuổi việc bây giờ. Về thôi các bạn ơi, về ăn cá thôi. Đuổi cái thằng này nha. Cái thồn lằn này nè, quay cái mặt nó qua đây. Trợ lý. Đuổi bây giờ trợ lý mày bỏ vô anh hết đồ của tao rồi. Là mình phải nói tục câu. Trời mưa mưa lắm. Bảo cái Hà Thông kỳ quá. Trong TV là mắc mặt hết rồi. Mặt Hà Thông á. Để con tay lại con người tặng cho một cao. Cái hồn lăng lên nồi chó. Với cái mặt nó ngay. Áo này 800 yên mắc quá. Mắc quá. Chém bây giờ. Misugato. Misugato. Yappari Daichan number. Number one. Number one number Daichan. Daichan giảm ngon quá. Daichan. Chúng tôi đã về với mọi người rồi đây. Ok. Ủa, đi tới ai cơ? Ủa, đi tới. Ok. Hà Sa Mi, mất tích, Hà Sa Mi. Quên chưa nên mà. Nói gì vậy? Ê, Khanh. Cầm anh, giữ cái cánh cửa. Ok, Hà Thông TV đã trở về căn nhà thân yêu của mình để chuẩn bị làm món cá. Đây là cái nơi sẽ chế tạo những con cá của chúng ta. Mệt quá mọi người ơi. Để có được những con cá thơm ngon, thịt săn chắc thì chúng tôi thấy rất là khổ cực. Và đây là những con gà trong tương lai sẽ được nướng. Ui giời, rất là dễ thương. Ôi, thương quá à. Nhưng mà không biết thịt ngon không. Đẻ. Thật ra là Hà Thông TV một đầu bếp. Nhưng mà nay là mình quá bận rồi, mình không còn muốn làm đầu bếp nữa. Đây là nước muối. Ừ. Nước muối làm gì vậy? Nướng cá vô nướng. Nướng cá vô nướng hả? Chứ không làm nguyên cá. Sao ăn cái gì mà thông minh thế? Còn sao, nói chung là mình là Hà Thông TV nhưng mà TV này không phải là không có ai kiểm duyệt nội dung hết. Mình có đăng nội dung tự do.
tắt gôn tự do tại vì mình chưa nổi tiếng mà. Để thang lên. Bây giờ anh người xong anh lại ăn được. Dạ. Này này này, lấy cái thùng đâu? Lấy cái thùng đi. Nhà không có cái gì ngoài rác. Đang làm muối tiêu chanh. Tắt rồi. Để gạo. Nó vậy đó, đừng có nó tối mà. Em làm bên kia đúng không? Em làm bên kia. Không có chuyện được chị hỗ trợ nhiều. Tại tôi trưởng không có chuyện. Có tiêu vô. Nhiều cái bó tay giống luôn rồi. Ông lấy hả? Ông nói là em không có hiểu nhưng mà đưa lại cho anh Go, anh Năm thì nói thì em hiểu. Đây nói cũng hiểu, có riêng ổng là em chịu. Chí hả? Anh Năm đó. Trình độ quay tay rất là dày dặn kinh nghiệm nhưng vẫn mệt. Để quay đúng mặt mới được, quay tay mới được. Quay đây coi, quay tay coi. Một pha quay tay kinh điệp. Cái món muối này là mấy anh bạn Nhật của tôi rất là thích. Rất là thích. Lúc nào cũng yêu cầu nên là lúc nào phải làm. Mua là có sẵn cái đồ quay luôn rồi. Cái gì vậy? Nhanh lâu. Muối rất là vàng, rất là đẹp nha. Giống như chiên cái camera luôn. Cái mặt anh nổi luôn. Bỏ thêm tí bột ngọt cho nó ngon nha. Bột ngọt thì tắt lửa rồi mình bỏ, không là cháy hết thôi. Xong rồi pha thêm tí đường nữa cho nó vị nó ok. Buồn quá trời ơi. Dạ. Của em bảo mua gạo cơm làm gì. Hai. Muối tiêu chanh của mình không có lá chanh thì mình dùng cái vỏ chanh luôn. Cái này là ngon tuyệt vời luôn. Mình sẽ dùng cái này mình mài nha. Mài cho cái vỏ chanh nó rơi ra. Hả? Cái này đâu? Nó rơi đó. Ba bốn con mình nhanh nha. Ừ. Ấy miếng thịt nó lên lên lại. Khoan để sẵn rồi à. Barbecue. Cắt thêm khác. Cắt ra chứ để một dĩa thôi cắt ra. Thôi để hai dĩa, hai dĩa để. Nãy ta cắt thịt ra đây vậy ăn gì thì nào chịu nổi. Mấy chục mạng. Rồi nó mua con heo vậy. Em về vậy mời. Tham giá bằng. Em quá đi qua đây nha. Để em đi ngồi. Không cần. Ở bên đây có chỗ nào bán heo nguyên con không? Cho xin cục sách tay lọ. Có gà nguyên con nè. Chưa chín. Sao con ăn gì phải cho chị? Có ăn thịt khỉ không? Dê nữa, có thịt dê nữa nè. Dê đâu? Chó nữa. Mày mày con chó nướng đi. Chó nè, ôi lộn, con chó. Sang nè, sang chó nè. Sang chó hả? Chị kìa. Chị chó luôn nè. Chị chó lại. Tụi chó, tụi chó. Má, sao gọi để nướng nước. Trời ơi. Ê, cái món đó đặc sản mày, xương nướng. Đặc sản đó. Mẹ mày lại như vậy, từ từ đi ăn hết rồi. Để ai lấy cái cậy xong cái hàng lên rồi. Mấy bác ăn khép nép tí, không này không đủ phục vụ đâu.
Mày xin cả. Không cần nói đâu chị ạ. Xin không có. Có người khen mối tiêu chanh của tôi nha. Chà, đồng vui. Đồng vui quá. Ngày nào cũng như vậy tốt. Chú ý là review. Nóng mà nói là ăn gì hết trơn. Mình đi ăn video mà sống rồi. Uống đi. Chút chút đạp xe đạp về cái cảnh sát bắt bạn. Năm anh nó báo đòi nha. Thôi đi bây ăn video mà sống rồi nha. Nhậu tấu gì đấy. Nướng cá thì thôi má đẹp trai. Cái công ty này chỉ được cái trai đẹp với cái đẹp. Ai cho nó chơi này kìa. Ba tiếp. Trời ơi, mày tiếp. Ba tiếp. Trời ơi. 1 2 3 vô. Biểu rồi. Trời ơi, lòng bì giả đậu. Cái gì cái đó? Người ta kìa. Đấy, à, bắt được khách tiền. Đấy, khách tiền. Đấy, khách tiền. Đấy, chẳng kêu. Hai con nó có hai con em con đại quá. Đấy, cắn đi. Rồi xong. Đó, nghe trai lon bọng rồi. Quay cái gì? Chân em đẹp mà anh. Quay đây. Thôi bỏ đi, hàng nó bị tè đầu rồi. Sương. Anh đừng có nói nữa. Như anh nói cái này cũng vừa được. Vô vừa được. Giờ chỉ còn nhiêu đây thôi. Còn nhiêu đây thôi. Nướng rất cẩn thận, nướng tận xương luôn. Ăn không bỏ gì hết á. Cái đầu mà không bỏ hết luôn. Đầu cái đầu bỏ rồi cái đầu. Xong, tuyệt vời. Đợi chút xíu ra gấp xe đạp té mới lùi được nè.